Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc váy cho búp bê như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc váy cho búp bê xinh xắn nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, kéo. Ở đây mình sẽ chuẩn bị hai loại kéo nha mọi người. Một là kéo cắt thẳng và thứ hai đó là kéo cắt họa tiết. Mình sẽ lựa chọn cái họa tiết răng cưa như thế này để mình làm này. Thì mọi người có thể là dùng cái họa tiết mọi người thích nhá. Thì trên thân kéo nó sẽ có in hình này. Mọi người nhìn lên và mọi người lựa chọn cái loại kéo cho nó phù hợp. Mình sẽ sử dụng keo nến để mình dán nhá. Đây keo nến đây. Tại vì là mình dùng cái phần xốp nhũ này. Xốp nhũ nhiều màu này, hạt nhũ đây. Để mình trang trí. Thì cái phần hạt xốp này nó khá là khó dính nhá. Đây. Mọi người phải dùng keo nến mới dán được. Nếu mà dùng keo thông thường như là keo dán giấy này hay là băng dính hai mặt thì nó sẽ không dán được đâu nhá. Để làm chiếc váy đồ chơi thì mọi người chuẩn bị cho mình điểm màu. Đây mình dùng hai cái màu sắc là đỏ và tím như thế này để mình làm. Thì mọi người có thể tham khảo cái cách phối màu này của mình nhé. Hoặc là các bạn thích màu gì các bạn dùng màu đấy cũng được. Nói chung là có màu gì thì dùng màu đấy cho mình đấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mọi người gấp cho mình làm đôi cái tờ này. Các làm đôi nhé. Mình sẽ căn chỉnh lại một chút này. Rồi sau đó mình sẽ dùng tay mình nhét tạo nét này. Rồi mình tiếp tục mình gấp đôi. Và mình nhét tạo nét nhé. Nói chung là cứ gấp lần nào thì mọi người nhét lần đấy cho mình nhé. Đây mình gấp vào, mình nhét. Mình tiếp tục mình gập đôi tiếp này. Mình cũng tạo nét. Xong. Mình sẽ gập vào như này. Và mình miết tạo nét. Đấy mọi người cứ gập lần lượt cho mình là được nhá. Miết tạo nét này. Bây giờ mình sẽ làm tương tự với phần bên này. Mình cũng sẽ gập vào và mình miết tạo nét. Đây mình gặp vào. Rồi mình miết tạo nét. Xong rồi mình sẽ mở ra, mở bung hết ra. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp theo cái đường mình vừa miết này. Đây mình gặp vào này. Mình gặp dạng gặp quạt nhé mọi người. Tức là sẽ có đường lên và đường xuống. Gặp lên xuống, lên xuống. Tại vì mình đã miết sẵn rồi nên là bây giờ mình gặp nó cũng đơn giản hơn. Nó có cái nét đấy. Đấy, mình tiếp tục mình gặp này. Và mình lại gặp xuống. Đấy, mọi người thấy có cái nét gặp dễ không? Lại gặp lên. Mình cứ lên xuống như vậy thì đến hết nhé. Đấy, mình tiếp tục mình gặp xuống. Mọi người vừa gặp vừa miết cho mình. Cho nó được thành nét. Đấy. Mình tiếp tục mình gập và mình miết. Tiếp tục gập và miết này. Rồi, còn một vài đường nữa là xong. Mình gập và mình miết rồi. Mình tiếp tục mình gập cái đường này. Mình miết. Xong rồi, mình sẽ có một dạng xòe quạt như này nhá. Nhưng mà nếu mà mình làm cái váy mà chân nó như này thì nó hơi bị đơn điệu. Nên là mình sẽ cắt một chút, mình cắt một chút mình tạo hình cho nó. Mình sử dụng cái kéo cắt họa tiết này nhá. Mình cắt một đường xéo xéo như này. Mình cắt một đường này nha mọi người. Chỗ này nó hơi bị dày, nó hơi khó cắt, mình sẽ sửa lại một chút bằng kéo thường. Đây, mình sửa lại một chút bằng kéo thường là được. Đấy, và nó rời ra rồi. Mình sẽ bỏ phần dư đi nhé. Đây, mình sẽ được cái phần chân váy rất là xinh nha mọi người. Đây, thấy không? Nó đẹp hơn cái phần này đúng không? Đây, nó chỉ có một đường thẳng thì không thể nào đẹp bằng cái đường họa tiết được. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ dán vào.
mình gập một chút để mình dán vào, mình biết được cái vị trí chính xác để bôi keo ấy, nên mình gập một chút vào này nhá. Rồi khi mở ra này, mình sẽ nhìn thấy cái nếp gấp, mình sẽ bôi keo vào đúng vị trí mình đã gấp. Keo thì mọi người chỉ cần chấm những cái chấm tròn là được. Đây, chấm những chấm tròn vào. Rồi mình ấn vào.